nam mô bổn sư thích ca -môn ni phật kính thưa tất cả các phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay hôm nay chúng ta nói về đề tài gì hôm qua cũng nói về cái thấy Như cái thấy không sanh không diệt vâng <laughs> bây giờ chúng ta nghe qua cái đoạn mà đức phật nói về cái thấy như thế này để chúng ta so sánh một tí rồi chúng ta sẽ giảng rộng ra tôi nói lại một đoạn hôm qua đó khi bây giờ Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn tức là Phật, bây giờ Đức Thế Tôn rủi tay Đâu la miên, sáng ngời, mở năm ngón tay bảo ông Ma nan và đại chúng rằng lúc tôi mới thành đạo ở trong lộc viên, có dạy bọn ông A Nhã Kiều Trần Như, A Nhã Đa, năm vị tỳ kheo và từ chúng tăng tất cả chúng chúng sanh không thành đạo bồ đề và a la hán là do những phiền não khách trần mê hoặc thở đó bọn ông do đâu mà khai ngộ hiện nay thành được thánh quả đây là lời của đức thế tôn à, thuật lại nói là khi mà mới thành đạo đó và đến với nói với ông kiều trần như tức là năm người mà mà lúc cùng Đức Thế Tôn tu, Kiều Trần Như, gì ai nữa, gì nữa, Ấp Bệ, Thập ma Lực, mà, Nam Cô Ly, Maha Bạc Đề, hay là các vị đó, sau khi Đức Phật bỏ, Đức Phật đi tu, thành đạo Đức Phật trở lại. Và Đức Phật mới nói là, tất cả chúng sanh không thành đạo Bồ Đề. Và A-la-hán được là, do những phiền não khách trần, mà mê hoặc, Bọn ông do đau mà khai ngộ hiện nay thành được chánh quả? Khi ấy ông Kiều Trần Na đứng dậy bạch Phật. Tôi nay già cả ở trong đại chúng riêng được cái danh là Hiếu. Danh là Hiếu. Do tôi ngộ được hai chữ khách trần mà thành chính quả. Ừ. Chúng ta nhớ là cái chữ khách trần đó là gì? Bạch Thế Tôn, ví như người khách đi đường vào trọ quán xá hoặc ngủ hoặc ăn ăn ngủ xong rồi xếp đồ lên đường không ở yên được không ở tại đó nếu thật là người chủ tự nhiên không phải đi đâu tôi nghĩ như vậy không ở yên thì gọi là khách còn ở yên thì gọi là chủ tôi lấy cái không ở yên làm ý nghĩa chữ khách lại như mới tạnh mặt trời chiếu sáng trên câu ánh sáng vào trong lỗ hở bày rõ hình hài dáng bụi hình dáng bụi trần giữa hư không trần thì lai động hư không thì yên lặng tôi nghĩ như vậy đứng lặng gọi là không lai động gọi là trần Tôi lấy cái lai đậm làm ý nghĩa chữ Trần. Phật dạy đúng vậy. Cái chữ khách Trần này nó rất quan trọng. Nếu chúng ta hiểu cái từ khách Trần này. Và chúng ta biết cái cái thật của nó là gì. Thì chúng ta cũng đủ giác ngộ rồi. Cũng đủ thái tánh rồi. Cho nên Kiều Trần Như bảo là khi mà chúng ta. Ví dụ như bây giờ mình đến một nơi nào đó mình ăn nghỉ hay là mình vào cái quán nhưng mà rồi mình phải ra đi bởi vì mình là khách còn cái người mà họ không đi đâu hết họ là chủ à dù mình vào ra bao nhiêu lần mình cũng đi chứ mình không có ở đó thì cái khách là cái người không không phải là sở tại đó không ở đó còn người chủ là cái người ở đó cái người hoặc là sanh ra đó hoặc là chủ ở cái quán đó ở à, trong tâm của chúng ta cũng vậy nữa đầu tiên là đức phật giảng cũng giống như là mỗi buổi sáng khi mà mặt trời mọc lên một ánh sáng chói vào ở trong nó qua cái lớp không gian hoặc là nó lọt vào ở trong cái kẻ cửa 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 sổ mình thì mình thấy nó sáng một vùng và trong đó một lúc thì nó xê dịch đi cái ánh sáng nó cũng không ở đó và tất cả khi mà ánh sáng nó rọi ở trong nhà ha đồng ngoài thì chúng ta thấy vô số những bụi trần đó có thể nói là cái trần nó lâu sau nó không có đứng yên hoặc là ánh sáng nó đến rồi nó xê dịch nó đi qua chỗ khác nhưng mà hư không á cái không á thì thật sự nó không đi đâu hết cả à. À, nó là nó là chủ à, còn cái à, cái bụi bặm mà nó rọi qua nó lao sau rồi có khi nó chuyển đầm cho nên nó là khách à, đó là cái nghĩa bên ngoài còn cái nghĩa bên trong á thì chúng ta thấy ví dụ như con người ai cũng có cái tâm niệm ai cũng có cái tư tưởng mà cái tư tưởng là có những cái hình dáng ví dụ như chúng ta nghĩ đến một người nào đó, một người thân hay là người không thân quen biết đó. À, thì cái ý nghĩ đó chúng ta phát sanh lên từ trước đó không có ý nghĩ đó mà sao chúng ta sanh ý nghĩ đó và rồi tất cả ý nghĩ đó đều qua, qua mau, qua đi, rồi chúng ta lại nghĩ một người khác, nghĩ một chuyện khác, một chuyện khác cũng sẽ sanh lên cái rồi nó đi qua đi. Và cái gì mà nó ở lại á thì nó là chủ mà cái gì nó qua đi gọi là khách. Thầy nói vậy mấy chú hiểu không? Nhưng mà nếu mà trường hợp mà mình thấy được ở bên trong thì tức là nó thuộc về mình hiểu được cái cái mà nói giống như cái vô niệm đó đó với thật là cái nguyên lý của cái tánh biết nó nó là cái vô niệm mà hiểu được cái vô niệm thì đầu tiên chúng ta phải thấy cái niệm tức là chúng ta phải thấy cái khách trần à, thì chúng ta thấy khách trần và và khi mà chúng ta thấy đó thì nó biến đổi hoặc là trong chốc lát chúng ta không thấy gì hết cả không có gì để thấy à, và chúng ta cũng không ý thức gì hết cả thì đó là cái sự tự tại, cái 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 sự tĩnh lặng vô vi của tâm. Đó. Cho nên đó là chủ. Đó. Vì thế cho nên cái cái niệm hay là cái tư tưởng nó là khách, nó không phải của ta. Nhưng mà mỗi lần nó nghĩ lên cái gì đó thì mình nói tôi nghĩ, tôi làm, tôi nói, tôi là tôi cái đó, cái này, cái kia đó thì chúng ta sai. Vì thế cho nên chúng ta bám víu vào đó thì chúng ta sanh rất nhiều cái sự sai trái và phiền não và rồi chúng ta không biết mình là ai không biết mình ở đâu đó. cho nên nó nhược ly tiền trần hữu phân biệt tánh tức chân như tâm nếu chúng ta không có cái cái tâm không có cái 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 niệm không có cái cái khách trần cái tư duy đó tư tưởng hay cả thì lúc đó chúng ta biết chúng ta biết được những cái gì thật sự của mình ở đó và đồng thời chúng ta biết được cái vô niệm bây giờ cái 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 tánh biết nó mới thật bởi vì nó không có cái gì để biết cho nên nó không có vật cho nên bản lai vô nhắc vật đó xưa nay không một vật và cũng nói rằng nhược ly tiền trần tức là ly cái tư tưởng, không có những cái tưởng niệm, không có những cái tư duy tức là không có sanh cái thức. Mà mà có sự phân biệt. Tức là chăng như tâm. Bây giờ chúng ta không có cái niệm gì hết cả. Chúng ta ngồi đây chúng ta đang tỉnh thức, đang rõ ràng, không có nghĩ tưởng gì hết cả. Chúng ta thấy phía trước, thấy hai bên và chúng ta ý thức mình đang như thế này đó, à. thì trong khi đó cái thấy của chúng ta là thật, bước tiến hiểu ý thầy nói không? À, nghĩa là cái thấy của của mình bây giờ đây nè, ví dụ như bây giờ mình thấy cái này, hay là mình thấy cái này, nhưng mà mình không có nói gì hết cả, à. nghĩa là mình thấy như chính cái thấy. cái thấy đây á là là cái thấy thật còn mình thấy do cái niệm mình do cái niệm bên tâm hoặc là do mình xác định cái ngón tay hay là một cái từ một cái gì đó là cái này không đúng đó cái này là khách trần đó cho nên mình muốn tìm chân tâm muốn tìm đạo là mình tìm cái chỗ mà không có danh từ không có từ à, muôn vật không tên ta nào thật mây trời vạn trạng nước trôi xuôi tất cả thế giới này nó 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 tĩnh lặng như kinh pháp qua nói đó chư pháp tùng bản lai thường tư tịch diệt tướng tức là các pháp từ xưa nay thường ở trong ván làng ừ. mình mình nghe thì nó sanh cái cái biết cái tri à, mình nghĩ thì nó sanh ra cái tướng. Đó. Cho nên tất cả những điều này đó không phải là chúng ta nghe nhưng mà chúng ta phải tự kinh nghiệm, tự trải nghiệm, tự thấy. Cũng như tự nhiên bây giờ chúng ta không nghĩ hay cả mà chúng ta có thể đưa tay lên, đưa tay xuống, đưa qua đưa lại, chúng ta thấy nó đâu có gì. Mình không có nghĩ nhưng mà mình vẫn động đại được. Mà mình mình cũng không có nghĩ gì hoặc là trong khi mình nói nhưng mình vẫn nghe những tiếng động bên ngoài, tất cả những cái đó nó không phải là cái thức, cái tánh nghe hay là cái tánh thấy của mình thật sự nó mới chính là cái cái bản thể là cái tâm của mình. Nhưng mà nếu mình như ở bên trong á, mà mình có một cái sự hoạt động, một cái tính chất hình tướng của những cái tâm niệm á, thì lúc đó mình không có đạo mà chỉ mình chỉ sanh cái, cái cái, cái thức trần thôi đó à, cho nên do như vậy mình mờ mịt không bao giờ mà mình có thể thấy hiểu ừ? anh có gọi không ừ. anh đi tới đâu rồi sắp tới nhưng mà anh đi tới đâu rồi con đi xuống đón đi ừ, để đó cho cô ừ, lấy cái cái số đó là xuống. rồi xuống gọi ha nhưng mà họ ví dụ họ tới thì họ đi tới đâu nhá chứ chưa nói tới nhiều khi còn cả trăm cây số này tới gì rồi lấy cái pin ra thầy đó hả À, no. No. Cho nên chúng ta học đạo là gì Học đạo tức là Học về cái tâm Mà khi chúng ta biết tâm Tức là cũng đồng như biết đạo Mà biết đạo thì biết tâm Mà biết tâm hay là biết đạo Thì nó trở thành cái biết Chứ nó không phải là cái biết gì Chúng ta cái biết gì Tức là trong tâm chúng ta có cái niệm Mà ở ngoài thì Chúng ta xanh cái tướng còn cái biết không á thì nó không có niệm ví dụ như mình thấy vậy đó à. cho nên à, mấy vị nhớ không lần đầu mà tôi nói tôi đưa ngón tay vậy thì con bé ở bên mỹ bên con á nó nói sự ông nó nói cái đăng là cái từ đăng là nó không có gì nó là như 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 thị nó như vậy đó nhưng mà đăng là nhưng mà không phải là có cái tên đăng là nữa nó thấy nhưng mà ở trong lòng không có đọc không có tụng không tâm tán ra tức là mình thấy cái thấy đó là cái thật của mình đó ừ, cái thấy đó nó giống như cái nghe nó giống như cái biết của mình đó cái tính biết của mình đó nó là thật bản thể còn tất cả mọi cái nó đều vô thường thân thể này một lúc nào nó tăng vỡ đi còn tất cả tư tưởng buồn vui thương ghét muốn nó cũng tiêu đời khi về khi khóc khi đến khi lui khi sanh khi diệt từ lúc nó còn nó mất nó không đi tới đâu hết cả đó, cho nên tất cả những cái đó khi chết rồi thì nó tan ra, sắc thọ tưởng hình thức nó không còn gì cả. Đó, cho nên thật sự là chúng ta có bám víu chừng nào thì chúng ta càng bị mê muội chừng đấy. Nhưng mà chúng ta không bám không được. Bây giờ chúng ta đâu có biết cái gì mà 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 để bám. Nhưng mà nếu chúng ta nghe, chúng ta hiểu được cái cái cái, cái không tâm này, cái tánh không này, cái cái gọi là không có khách trần này thì thật sự là lúc đó chúng ta gọi là hiếu nhưng mà thật sự nó không có chỗ gì để bám hết cả cho nên cái tâm chúng ta nó diệt hết nghiệp tất cả mọi cái mà trước kia chúng ta biết bây giờ nó thấy không có gì cả nó không cần bởi chúng ta thấy cái khoảng không thấy cái sự trống trơn cho nên gọi là tâm vô nhất vật bản lai vô nhất vật phi chúng diệt phi manh Nhật nhật đối cảnh thời cảnh cảnh tùng tâm xuất À, tâm cảnh bản lai vô thủ xã bất khả đắc nghĩa là mỗi ngày sinh lên là cái tất cả hiện tượng nó do tâm mình sinh nhặt nhặt đối cảnh thời cảnh cảnh tùng tâm xuất ừ. còn tất cả chúng ta thấy như cái thấy nghe như cái nghe đó là cái bắt đầu nhưng mà đồng thời chúng ta nếu mà chúng ta thấy theo lời của phật dạy trong kinh lăng nghiêm này á, mà chúng ta thấy được á, thì đó là không bao giờ thay đổi nữa và không bao giờ chúng ta thấy khác hơn nữa cũng như khi chúng ta bắt đầu buổi sáng chúng ta thấy ánh sáng từ mặt trời nó mọc thì lần từ từ ở trong ngày đó cái ánh sáng nó còn lúc còn lớn nó nó không thể là tối lại được cho nên cái tâm của chúng ta nó như vậy đó ừ vậy thì để nó đi chứ xuống chi hả à nó nó dạ, nó vô này cứ lúc, lúc nào nó lúc nào tới mà tới núi à ừ. Ừ. cho nên đức phật làm những tí dụ khi bây giờ đức như lai ở trong đại chúng có co năm ngón tay rồi là mở ra bảo ma nan nay ông thấy gì ông ma nan bắp tôi thấy bằng tay bạch bách bảo bách bảo luân của Như Lai ở trong chúng lúc mở lúc nắm, tức là lúc mở ra lúc nắm lại. Đó, Đức Phật làm cái 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 hiệu ứng về cái cử chỉ vậy đó. đó. À. Phật bảo Ma Năng, ông thấy tay tôi ở trong chúng khi mở khi nắm, đó là tay tôi có mở có nắm hay là cái thấy của ông có mở có nắm? Cái tay có mở có nắm hay là cái thấy có mở có nắm? Nếu mà chúng ta không để ý, chúng ta cũng rất là khó phân biệt. Nhưng mà thật sự cái tai mở nắm còn cái thấy thì thì nó đâu có mở có nắm gì đâu. Bởi vì ta không thấy cái này thì thấy cái kia, cái nọ. À, đó. Mấy mấy chú hiểu không? Cái này dễ rồi. Ừ. Nhưng mà đồng thời á chúng ta còn phải thấy cái thấy á chứ không phải là thấy không phải là không phải là thấy cái lý, không phải hiểu thấy cái thấy. Khi thấy cái thấy rồi thì tất cả những cái khác nó không cần thấy. À đó. Nó không cần thấy Cũng như chúng ta mọi người đi ngon qua Chúng ta đâu phải không thấy Nhưng mà chúng ta không cần ghi hình Ghi tay ghi vậy cả Thì chúng ta không dính cái nghiệp Chúng ta nói à, đây là cái bà Đây là cái ông à, à, Đây là cái cô gái Cô đẹp, cô xấu này kia đó Vì chúng ta ý thức và sanh ra tư tưởng Cho nên chúng ta dính vào cái nghiệp đó Nếu không tư tưởng Thì chúng ta thấy như thấy, nghe như nghe đó. Ừ. Nó cũng giống như là một cái cảm thọ chân nào mà người ta đi tới ấy thì mình ấy dạ, tính, còn xa lắm mình giảng rồi đây họ biết đi ta. Dạ, Phật bảo ma nan âm thấy tay tôi ở trong chúng khi mở khi nắm đó là tay tôi mở có có mở có nắm hay là cái thấy của ông có mở có nắm ông A nan bạch bằng tay báo của thế tôn ở trong chúng khi mở khi nắm tôi thấy bằng tay như lai tự mở tự nắm chứ không phải tính thấy của tôi có mở có nắm đó dù bây giờ ông an an chưa hoàn toàn ngộ nhưng mà ông cũng phân biệt được là bằng tay của phật mở nắm chứ không phải là thấy mở nắm như vậy là nó có một cái thấy mà không dính dấp gì tới bằng tay có mở nắm hay cả nhưng mà nó cái thấy nó biết đó phật bảo cái gì động cái gì tỉnh ông an Nan bạch bằng tay phật không ở yên chứ Tính thấy của tôi còn không có tỉnh, lấy gì gọi là không ở yên nữa. Nghĩa là bàn tay có đánh, có đi, có mở, có nắm, có động, có tỉnh. Còn cái thấy nhiều khi nó cũng không có tỉnh, mà không có động. Mà mình nói nếu nó tỉnh hay là nó tỉnh thì nó cũng trật. Bởi vì nó đâu có gì đâu, nó không có, có cái trạng thái vậy cả. Cho nên do như vậy cái tính thấy nó như hư không. Phật bảo đúng thế lúc ấy Đức Như Lai từ trong bàn tay phát một đạo hầu quang báo qua bên phải ông A Nan. Ông A liền quay đầu bên phải, với Phật phóng hầu quang bên này thì ông quay bên này, phóng hầu quang bên này thì ông quay bên này. Phật lại phát một đạo hầu quang qua bên trái ông A Nan, ông Anang lại cũng quay đầu trong qua bên trái. Phật bảo Ma Nan hôm nay đầu ông vì sao lại có lai động Ông Nan Bạch, tôi thấy Đức Như Lai phát hầu quang báo qua bên trái và qua bên phải của tôi, nên tôi trăm qua bên trái bên phải, dầu tự lai đậm, đầu tự lai đậm. Ông A Nan, âm trong hầu quang của Phật mà lai đậm cái đầu quay qua bên phải bên trái đó là cái đầu của ông đậm hay là cái thấy đậm đó cái lần thứ hai á, thì chúng ta sẽ thấy giờ Đức Phật gặn ừ, nó khó hơn lần trước là khi mà à, hầu quang của Phật mà lai động cái đầu quay qua bên phải bên trái đó là cái đầu của ông lai động hay là cái thái lai động thưa thế tôn đầu tôi tự động chứ tính thấy của tôi còn không ở đâu lấy gì mà lai động Phật dạy đúng thế lúc bây giờ Đức Như Lai bỏ vui đại chúng rằng như có chúng sanh lấy cái lai động mà gọi là trần lấy cái không ở yên mà gọi là thấy gọi là khách lấy cái không ở yên lấy cái lai động mà gọi là trần tức là mình đậm đại ha cái gì có tướng đó thì nó là trần đó, cho nên còn cái gì mà không có tướng đó, cái gì mà không ở yên thì gọi là khách tức là thật sự trần nó cũng là khách thì các ông hãy xem ông A Nan đầu tự lai đậm mà cái thấy không lai đậm lại hãy xem bằng tay tôi tự mở tự nắm mà cái thấy không cái cái thấy rong rủi không co làm sao mà ông hiện nay lại lấy cái đậm làm thân lấy cái đậm làm cảnh từ đầu đến cuối niệm niệm sinh diệt bỏ mất chân tính làm việc trái ngược tâm tính mất chỗ chân thật nhận vật làm làm mình sai vẫn trong ấy tự nhận lấy cái trôi lan trong lục đạo nghĩa là cái gì có lai có đậm có tướng có hình cái đó là cái 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 chỗ mà sanh diệt còn cái gì không lai không đậm không tướng không hình cái chỗ đó là bất sanh bất diệt. À, và lúc đầu á chúng chúng ta có thể chúng ta nhận định như thế thôi. Nhưng mà lần lần chúng ta cảm giác rằng nó có thật. Bởi vì cái thấy không như lúc đầu. Á, cái chương trước nói cái thấy cũng không phải là con mắt thấy. Là bởi vì nếu mình hỏi tất cả những người mù đi ngoài đường. Ông có thấy gì không? Ông nói tôi thấy tôi đang thì đâu có thấy gì đâu. Không có thấy gì. Nhưng mà do ti bây giờ ông không có nói thấy tối Mà ổng nói không thấy gì Thì tức là ông cũng nói thấy cái không có gì Tức là cái biết thấy không có chuyện gì Còn khi có chuyện gì thì thấy có chuyện gì Còn bây giờ thấy tối thì gọi là thấy tối Thì con mắt ổng tối thì ông thấy tối Bởi vì à, chứ, như vậy là cái thấy nó vẫn ở đó Cái tối cái sáng thì nó đến nơi đi Nó là khách trần còn con mắt nó vẫn thấy Đó à. Giả chi bây giờ mới có con mát Mà ở trong nhà tối người ta tát cái đàn hết Tát hết, hết Thì con mát nó cũng không thấy gì Cho nên do như vậy cái thấy nó Con mát nó cũng thấy tối Nó thấy tối thì đồng với người ngoài đường Người mù mà cũng thấy tối Người mù không có con con mát sáng Cũng thấy tối Mà trong trong người ở trong nhà có con mát sáng Mà không có đàn thì cũng thấy tối Hai cái tối nó đồng nhau cho nên cái tối và cái sáng nó đều do con mắt thấy được chứ không phải là do không 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 phải là do cái ánh sáng hai này kia. À, ánh sáng là cái vật ở bên ngoài. Lần lần chúng ta nhận định bởi vì nếu chúng ta nhận định cái này thì tự nhiên chúng ta không còn tin vào cái thân của mình bởi vì cái thân mình là cái thân già chết, cái thân lai động, cái thân mình nó sớm còn tối mắt Nó không có thật cũng như dòng nước nó chảy, mình thấy cái 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 sông nước đó chứ trong chốc nước cái dòng nước này đi cái dòng nước kia nó tới nó, nó liên miên bất tuyệt, mà chúng ta chỉ thấy có một cái 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 mặt sông như vậy thôi. Con người nó cũng vậy, nữa già chết nó luôn luôn nó chuyển động, nhưng mà chúng ta lại cứ thấy cái thân nó như vậy. À. Bởi vì sao? Bởi vì nếu có một người mà họ ở lâu họ họ không thấy mình, mấy năm bây giờ gặp mình họ thấy mình già hơn còn ví dụ cái người mà quen quen cứ ở quần ở ở ngay trước mặt mình thì họ thấy chậm già nhưng mà rồi cuối cùng họ cũng biết là mình già à là mình lớn hơn biến đổi hơn cho nên nói cái tính vô thường của sự vật và của thân thể mình thì nó cũng vậy thôi cho nên chúng ta hiểu cái ý nghĩa này không phải hiểu mà cố gắng mình thấy như thật phật gọn hỏi hai chữ khách rằng thì ông kiều trần na đứng dậy bạch phật ở trong lọc viên Phật ví dụ phiền não như khách như trần do tôi hiểu được ý nghĩa hai chữ khách trần mà thành chính quả ông ví như người khách đi đi đường vào trọ quán đó như cái hồi nãy chúng ta nói đó nói ừ. đó thì chúng ta thấy rằng cái 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 tính chất là cái khách tức là đời sống này tất cả đều là khách mà chỉ có cái tính thấy cái tính biết của mình nó mới là thật nếu mình biết như vậy thì dù khi chết mình không không sợ hãi mình không chạy theo cái thân không phải là mình thì cái cái tinh anh á, của của tâm thức của mình đó tự nhiên nó bùng lên tự nhiên nó là cái 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 thân thật cái pháp thân của mình nó sẽ vùng lên và và tự nhiên nó 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 có thể là nó đạt được cái gọi là vô sanh nghĩa là không còn sanh diệt nữa chính là ngay cái chỗ đó còn nếu bây giờ mình tu cho đến nghiệp hết tình không nhẹ nhàng thì tự nhiên cái đó nó cũng rộng lớn mênh mông thì gọi là mình vừa chứng đắc mà mình vừa phát những cái lực cái lực của của cái cái, cái thấy cái tâm của mình nó không bị dính dấp đến cái phiền não đến cái sự lai động thì nó an ổn à. ừ. cho nên Phật chỉ là cái cái thấy là không lai đậm. Trong bình thường nhật dụng chúng ta khi thấy điều này, khi thấy vật khác, tầng cảnh thay đổi hình như cái thấy có lai đậm nhưng không phải cái thấy của ta. Thật có lai đậm, thế mà tâm chúng ta mê mẩn với khách, khách đi cũng đi theo, mê mẩn với trần, trần động cũng cũng động theo, đó là lấy cái cảnh thường thường hai dốt ví dụ nếu chúng ta trụ ở trong cái 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 thấy chúng ta cái tánh thấy thật sự đó thì bây giờ cái gì đi qua đi lại chúng ta vẫn định tĩnh chúng ta vẫn yên ổn giống như cái kiến dù nó có rọi vô nhưng mà thật sự nó đi qua bởi vì chúng ta vẫn ở trong cái chủ thể đó còn nếu chúng ta không biết cái đó thì thì chúng ta hay chạy theo cái bên ngoài rồi chúng ta cũng chạy theo cái bên trong mà khi chúng ta biết cái thấy rồi thì chúng ta mới thấy cũng như bây giờ chúng ta thấy hơi thở thì hơi thở nó vô nó ra đến đi nhưng mà cái thấy của chúng ta lúc nào cũng vậy bây giờ không thở thì chúng ta thấy không thở đó. chú hiểu không đó. cho nên mình mình phải nhận định cái chỗ đó mình cho nên pháp hay là đạo gì đó nó cũng điều cái mà thực chứng thực nhận thực nghiệm cái chỗ đó thực nghiệm cái đó thì cái tâm mình ít chứ, thì nó mở mang nó sanh ra cái sự thông suốt hay là trí tuệ còn nhiều thì nó gọi là ngộ hay là chứng đầy đủ rồi thì khi khi nó ngộ rồi thì tự nhiên cái lần lần cái cái ảo tưởng cái nghiệp tưởng để chạy theo để 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 nó thành tâm tư nghĩ ngợi hay này kia lần lần nó chấm dứt hết. Cũng như chúng ta thấy được cái niệm rồi thì cái niệm nó nó sẽ lần lần nó sẽ lặng tát. và nó mình thấy được cái vô niệm, thấy được cái đáy của tất cả mọi cái sanh niệm ra mọi cái cấu trúc của tư tưởng rồi đó nó từ cái không mà nó sinh lên rồi nó trở lại cái không thì chúng ta khi chúng ta biết được cái niệm cái vô niệm rồi đó thì nó sẽ trở thành cái không niệm cái không niệm không phải là chúng ta không niệm bây giờ chúng ta dù có nghĩ niệm nó cũng biết được cái không niệm đó cái không niệm nó ở trong niệm cho nên trong lòng nó không có bị một cái mù một cho là đây là niệm hay là không niệm nó không có cái sự xác định nó không có sự ảo giác nó, nó không có một cái sự cái có gọi là cái 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 thức mà nhập vào cái cái chỗ đó gọi là có hay là không nghĩa là trong sâu xa nó không có gì cả cho nên cái niệm đấy niệm đi hay có niệm không niệm gì thì chúng ta vẫn thấy như không niệm nó lạ vậy đó cho đến khi mà chúng ta ít nghĩ và không nghĩ nữa mà chúng ta nói thì chúng ta sẽ thấy không nói bởi vì khi cái 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 thấy đó nó bắt đầu từ cái chấp ở bên trong chứ không phải là cái thấy ví dụ tôi vừa tôi vừa nói qua thì tôi không biết tôi nói gì bởi nó không có ghi lại nhưng mà ắt nhiên là nó sẽ không có mâu thuẫn mà tôi cũng không có nghĩ nhiều thật sự cũng vẫn còn ít nhiều cũng còn có cái nghĩ nhưng mà cái đó rất ít bây giờ nó rất ít có thể là cái tánh biết của mình nhanh hơn cũng như mình nhìn một người đó dù mình không nghĩ mình cũng biết cái người đó là gì là là như thế nào khi mà cái biết nó càng trong sáng thì mình nhìn người đó, người đó cũng không biết mình biết, bởi vì con mắt mình không lai đậm, thân hình mình không có kêu bằng dao đậm, không có rung đậm, không gì hết. cho nên lúc đó người ta gọi là tàn hình. mình ở trước người đó mà người đó vẫn không biết mình, không biết thật sự mình muốn gì, mình có gì, mình đang làm gì. dù mình có, có 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 thương có ghét người ta, người ta cũng không biết được, bởi vì nó không lộ tướng nữa, mình ở trong đó nó không lộ tướng nữa. Cho nên cái này là cái bí mật Tự chúng ta Chúng ta muốn ngưng ngưng lại Chúng ta làm chơi Thì chúng ta cũng thấy Cũng có thể có khả năng đó Nhưng mà nếu chúng ta thấy Được cái rõ rệt đó Thì tự nhiên chúng ta sẽ vĩnh viễn Không còn mù tối nữa Không còn trở lại nữa Và từ từ nó cứ từ đó Từ đó nó sáng lên Nó vươn lên Vì vậy mà phải chịu luân hồi Tức là chúng ta không không thấy cái đó thì chúng ta phải chịu cái sinh cái diệt cái sống cái chết nay chúng ta nên nhận rõ nếu không có chủ thì làm sao có khách nếu không có tỉnh thì thì làm gì có đậm. chính nơi người khách không ở yên nơi bụi trần lai động mà trực nhận cái tinh cái tính thường trụ không lai động thì pháp giới tính vẫn hiển nhiên trong bình thường nhật dụng mà chúng ta chứ không phải tìm đâu ra xa đó đây là cũng như là Mình ôn lại Cái năm qua tôi có giảng rồi Nhưng mà bây giờ để cho chúng ta rõ ràng Và chúng ta không nói thêm nữa Bây giờ chúng ta sẽ thấy Cái tính thấy đó Nó không sinh không diệt Nếu mà Bởi vì khi mà chúng ta biết được cái tính thấy rồi Thì chúng ta không có tin Con người là cái cục thịt này Hay là con người là cái 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 tính chất bằng đất bằng đất mình nén thành hoặc bằng lửa bằng nước hoặc là bằng gió hoặc đất nước hòa hợp rồi này kia đó chúng ta không nói ta là cái cái thân này hay là ta là cái thức tưởng tượng nghĩa là sai quái này chúng ta không còn tin nữa và chúng ta không còn dính dấp gì đó nữa thì lúc đó cái tâm của chúng ta rất thanh tịnh tâm chúng ta chắc vắng lạng rất hư vô và và từ từ cái thấy của chúng ta nó tự sáng, tự biết ra. Nó không là gì cả. Thành khi cái thân này nó có chết đâu, nó chết chứ chúng ta không có chết. Đó. Bắt đầu khi chúng ta biết xa khởi chừng một phần nữa đó thì chúng ta cũng thấy là mình không có sống chết rồi. Không. Đó. Bởi vì ở trong cái đó nó 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 lộn xộn, nó mê lầm, chúng ta mới đưa ra cái thấy để phân biệt. Nó đưa ra cái thức. Còn cái đó nó nó, nó thấy đúng. Nó thấy đúng tức là nó ở trong cái tính cũng như giống như là bây giờ nước mà chúng ta gọn hết cái bụi bặm cái hết sạch bóng rồi trong đó nước trong veo rồi thì trong nước nó nó không tự nó nó không thấy gì cả còn nếu mà ở trong bụi bặm lộn xộn nó quậy lên thì trong nước đó nó thấy có bụi tự nó tự nó sinh bụi và tự nó thấy có bụi cho nên cũng cái nước đó mà nó thành ra con mắt bụi mà cũng không, khi không có bụi bặm không có lộn xộn thì cũng nước đó mà nó thấy không có chuyện gì cả và nó bởi vì nó có cái gì đó nó mới sanh phân biệt được khi bây giờ ông Nan cùng cả đại chúng nghe lời Phật dạy thân tâm thư thái nghĩ mình từ vô thủy đến nay bỏ mất bản tâm làm nhận sự phân biệt bóng dáng tiền trần làm tâm đó cái bóng dáng tiền trần tức là cái thức của mình mình nghĩ này nghĩ kia thế này kia tôi nói tôi suy nghĩ tôi ngủ không được tối đêm tôi phải nghĩ tôi phải lau nhập tôi nhớ chuyện này chuyện kia đó là cái chuyện của mấy ông cụ bà cụ mấy ông già tôi tôi nói giống như tôi chưa già tôi chỉ mới có 90 mươi tôi chưa già thành tôi tôi không có nghĩ ngợi gì cả nhưng mà tôi còn còn còn, còn niệm phật À, sự phân biệt bóng dáng tiền trần làm tâm ngày nay được khai ngộ như em bé mất sữa bỗng gặp mẹ hiền chắp tay lễ phật xin đức như lai ở nơi thân tâm chỉ ra chỗ chân chỗ vọng chỗ hư chỗ thật ở nơi hiện tiền phát minh ra hai tính sinh diệt và không sinh diệt khi ấy vua ba tư nạc đứng dậy bạch phật trước tôi chưa được văn nghe lời phật dạy bảo tôi thấy bọn ca chuyên viên tỳ la chi tử đều nói thân này chết rồi là mất hẳn và gọi đó là niết bàn nay tuy được gặp phật nhưng tôi vẫn còn hồ nghi xin phật chỉ rõ thế nào chứng niết uh, chứng biết tính không sinh diệt nơi tâm này hiện nay có hàng các hàng hữu lậu trong đại chúng cũng đều trong mâm được nghe điều ấy. Phật bảo đại vương, thân ông hiện đó nay tôi hỏi ông, cái nhục thân đó của ông có như kim cương thường còn, không hư hỏng hay lại cũng biến đổi và tan rã. Cho nên khi ông vua Ba Tư Mạc, ông nghe Đức Thế Tôn nói như vậy đó, thì ông bứ nói lại thì khi xưa ông nghe những cái các cái ngoại đạo đó, ví dụ như tỳ la tử đó nói thân này là chết rồi là mất thì gọi là niết bàn tức là nó yên lặng không có gì cả gọi là niết bàn nay thì gặp phật nhưng vẫn thường hồ nghi nhưng mà phật chỉ rõ như thế đó thì mới biết được cái không sinh diệt nơi tâm này nhưng mà hiện nay có hàng hữu lậu trong đại chúng cũng đều trong mong được nghe điều ấy nữa Phật Bảo Đại Vương thân ông hiện nay tôi hỏi ông là cái nhục thân đó của ông có bền chắc không có như kim cương không để để hỏi như vậy thì ông ác nhưng phải nói ra sự thật thì ông mới nói bạch thế tôn thân tôi hiện nay rốt cuộc về sau cũng thay đổi và tiêu diệt thôi Phật Bảo Đại Vương ông chưa hề bị diệt làm sao ông biết được là phải diệt bạch thế tôn cái thân vô thường thay đổi của tôi đây tuy chưa hề bị diệt xong tôi xét nó hiện nay niệm niệm giờ đổi mãi mãi không thôi như lửa thành tro lần lần tiêu mắt. vì tiêu mắt mãi mãi không dừng được nên tôi biết chắc thân này rồi phải diệt đó cái chuyện đó thì chúng ta lần lần chúng ta sẽ biết cái thân này nhất định là nó sẽ tăng ra như tro bụi thôi chứ không có gì cả cuối cùng nếu còn lại thì nó ở trong cái hũ nhỏ nhỏ vậy này nó là cái thân của mình nói chung đúng hữu đó nhưng mà thật sự mấy cái vị lãnh đạo lớn lớn này thế giới thôi họ đem họ tung ra họ đem họ rải xuống biển và họ rải trên núi non đó. như là ở ấn độ như là ông thánh gân đi hay là thủ tướng nero đồ đó này kia họ đem họ rải hết chứ họ cũng không có để nữa Phật dạy đúng thế, đại vương tuổi tác của ông hôm nay đã già yếu, Vậy mặt mày của ông so với lúc bé thì như thế nào? Bạch Thế Tôn lúc tôi bé nhỏ da thịt mỡ mơ đến khi trưởng thành quyết khí sung túc nay thì tuổi già ngày thêm suy yếu hình xác khô gầy tinh thần lắng lộn tóc bạc mạc nhang chừng sống không được bao lâu nữa so sánh sau được với lúc đương còn trẻ mạnh chắc có một mình ông vua ông biết như vậy còn mấy mấy chú có biết không <laughs> mấy chú chắc thấy còn rõ hơn ông nữa phật bảo đại vương hình dung của ông nào phải đương trẻ mà già liền đâu vua bạch thưa uh, thưa thế tôn sự biến hóa thầm thầm giờ đổi tôi thật không hay nắng mưa thấm thoát lần lần thế này vì sau khi 20 tuổi tuy gọi là trẻ nhưng mặt mày của tôi đã già hơn khi 10 tuổi. Khi 30 tuổi là suốt hơn lúc 20 tuổi và đến nay đã 60 lại 2 tuổi. 60 lại thêm 2 tuổi tức là lúc đó ổng là 62 tuổi. Ở à đây có ông nào 62 không? Chắc mấy ông còn trẻ. <laughs> <laughs> Ừ. Trong lại lúc 50 tuổi Còn khỏe mạnh hơn Nhiều Bạch Thế Tôn tôi thấy thầm thầm Giờ đổi như thế Thân này đến nay tuy đã suy yếu Nhưng trong sự thay đổi Còn chia từng 10 năm Nếu tôi suy xét kỹ Chính chắn hơn nữa Thì cái biến đổi ấy đâu phải từng một Từng một kỹ Thật là mỗi năm Mỗi thay đổi lại đâu phải năm mỗi thay đổi mà cũng là mỗi tháng biến quá lại không những mỗi tháng biến quá mà còn mỗi ngày mỗi đổi thay xét cho cùng nghĩ cho kỹ trong mỗi sát na trong mỗi niệm nó không thể đứng yên vậy nên tôi biết thân tôi rốt cuộc phải biến đổi và tiêu diệt ví dụ chưa thái tâm hay là chưa ngộ đạo nhưng mà nghĩ tới chừng đó thật sự ổng đã thấy được cái vô thường thấy được cái khi mà thấy vô thường thì tâm chúng ta nó không có định kiến nữa nó không có tà kiến gọi là thế giới này là thường còn hay là bền vững tốt đẹp rồi đủ thứ chuyện nó hằng hồi mình già mất chết mất đâu có biết được đâu mà mình khi mình thấy vô thường rồi thì cái tâm mình nó nhẹ bất nó cũng không có liếng lưu và mình biết sự vật nó là vậy rồi cho nên mình bớt cái sự thương tiếc bớt cái nghiệp chướng rồi nó nhẹ nhàng và trong đó mình mới có cái thời giờ rảnh mà tu tập cao thượng được phật bảo đại vương âm thấy biến quá giờ đổi không ngừng ngộ biết là phải diệt là phải diệt vậy trong lúc diệt đó ông có biết trong thân có cái gì không diệt chăng thì nó là diệt cho nên mình nói vô thường là vô thường chứ rồi mình đâu có biết cái gì thường ở trong cái thân này đâu ừ. Vua Ba Tư Nạc chắp tay bạch Phật, thật tôi không biết đó. Phật bảo nay tôi chỉ cho ông cái tính không sinh diệt. chỉ cái tính không sinh diệt đó. Chúng ta coi thứ Phật chỉ làm sao. Chỉ làm sao mà mình có có thể học lắm thêm được không? Đại vương khi ông mấy tuổi mới thấy nước sông Hàn. Nước sông Hàn là cái nước sông Hàn ở bên Ấn Độ đó. Vua Bạch, khi tôi ba tuổi, mẹ tôi dắt đi yết yết kiến yết lễ thần kỳ bà thiên thì đã đi qua sông ấy. Lúc đó tôi liền biết là nước sông hàng, tức là lúc ông đi lần đầu đi 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 viếng thần kỳ bà đi theo mẹ đó thì ông có đi qua sông hàng là ông biết sông hàng từ lúc ba tuổi đó. Phật bảo đại vương như lời ông nói, lúc 20 tuổi thì suốt hơn lúc lên 10 cho đến nay đã sáu mươi tuổi, từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ giờ đổi mãi mãi vậy. Khi ông ba tuổi thấy nước sông ấy, rồi đến khi 13 ba tuổi thì nước ấy thế nào? Vua bạch, tôi thấy nước ấy cũng giống như khi ba tuổi, nhưng sau ừ, như nhau không khác và đến nay tuổi đã sáu mươi hai cũng vẫn không khác. Phật bảo nay âm sát mình, đầu bạc mặt nhang mặt ông chắc là nhan hơn lúc trẻ, vậy cái thấy hiện nay của ông thấy sông hàng so với cái thấy lúc lúc nhỏ thấy sông hàng có già trẻ gì không? Vua bạch thưa thế tôn không? Đó. thì Đức Phật rõ Đức Phật nói rằng giả tỷ mình thấy con sông hay là mình thấy một cái sa mạc hay mình thấy lúc nào đó thì lúc mình còn nhỏ mình đi ngon qua đó mình thấy thì bây giờ mình cũng thấy có thể là cái cái thời đó thì cái sông Hàng nó ít thay đổi hơn bây giờ. Trên mấy ngàn năm rồi thì sông Hàng bây giờ thì nó cạn rất nhiều. Nó nó bài cóp bài đồ ra. Nhưng mà cái thấy thì nó cũng vậy thôi. Dù cái thế sự này có thay đổi chi nhưng mà mình vẫn thấy. để à, chỉ chỗ này nói cũng dễ lẫn lộn, mình thấy, tức là nếu mình không có cái thấy thì mình mình không thể xác định được mà mình thấy cái thấy nhưng mà mình thấy cái thấy thì mình biết cái vật nó thấy vật bên ngoài nó thấy còn cái thấy của mình đâu có thay đổi đâu cái biết mình đâu có thay đổi đâu đó. cho nên còn cái đó. vua bạch thưa thế tôn không phật bảo đại vương mặc âm tuy nhang nhưng cái thấy đó chưa hề bị nhang Cái bị nhang thì thay đổi còn cái không bị nhang thì không có thay đổi cái thay đổi thì phải diệt còn cái không thay đổi kia vốn không sinh diệt làm sao trong ấy lại nhận cái sống cái chết của ông mà ông còn dẫn những thiết của bọn mạc già lê khi bảo rằng thân này chết rồi diệt hẳn đó. cho nên cái 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 cuộc sống của mình đó, cái, cái 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 thay đổi là cái 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 hình hài cái vóc dáng nhưng mà cái cái thấy của mình cái biết của mình nó không thay đổi bây giờ không phải là mình thấy cái đó nó thay đổi mà cái thấy không thay đổi đó. cũng như bây giờ cái đồng hồ này đó. nó à, hồi nãy cũng thấy đồng hồ này rồi bây giờ cũng thấy đồng hồ này còn cái đồng hồ hồi nãy sáu giờ ba thì bây giờ nó 7 giờ hơn thì nó thay đổi nhưng mà cái thấy của chúng ta nếu chúng ta không có cái thấy chân thật thì thì chúng ta bị cái cái thay đổi này chúng ta cũng tưởng là như vậy đó trong khi mà chúng ta chúng ta nói cái đồng hồ này nó thay đổi thì nó thay đổi thì nó thay đổi nhưng mà chúng ta phải thấy cái không thay đổi chúng ta thấy cái không thay đổi thì chúng ta, thì cái không thay đổi nó mới là thật sự cái chỗ của chúng ta nương về chúng ta bất tử bởi vì nó là bất sanh bất diệt mà bởi vì nó không không diệt, tức là nó chưa chưa từng sanh. Cái thấy nó chưa từng sanh. Trước nó thấy thì bây giờ nó cũng thấy sự vật thay đổi nhưng mà cái thấy không thay đổi. Bởi vì nó chưa từng diệt. Cho nên nó không có thể khóc được. Đó. Cho nên chúng ta lần lần chúng ta phải thấy cái thấy của mình không thay đổi, thật sự cái tâm của mình không thay đổi. Nó có một cái gì đó không thay đổi. Nếu nó bị nương theo cái thân mà nó thay đổi á thì thật sự gọi là cái cái tâm nó thay đổi nhưng mà nhưng mà nó không không phải là do cái 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 cái, cái thân do bởi vật ngoài nhưng mà cái thấy lúc nào nó cũng vậy nó như vậy cũng giống như là cái bánh xe nó quay nhưng mà nếu chúng ta đứng ở trên cái trục đó thì tất cả bánh xe nó quay cái trục nó không có quay bởi cái trục nó có vòng sáng nó quay phía ngoài còn cái trục chứng của nó đứng đó nếu chúng ta đứng trên cái trục đó thì cái bánh xe nó quay nhưng mà chúng ta không có quay thì chúng ta thấy cái bánh xe nó quay nhưng mà cái thấy chúng ta nhờ cái thấy cho nên chúng ta mới biết từng cái cam này tới cam này cũng như cái bánh xe nước nó to lớn như cái nhà ấy, thì chúng ta thấy nó rõ ràng đó. nhưng mà chúng ta phải định tâm định tâm là mình thấy đang thấy khi mình ý thức là cái thấy của mình đó thì cái kia nó quay quay mình không có đếm mình không có tính mình không chạy theo mình không có sanh ra tư tưởng gì với cái kia thì khi mình không sanh gì hết thì tự nhiên lúc bây giờ mình thấy cái sự vật nó rất là thay rất là lạ cho nên hồi xưa có lúc tôi tôi đi đi xe máy đi xuống thành xứ sườn có một bữa tôi đi xe tôi nhìn cái cầu vượt phía bên trên có cầu bên trên tôi thấy từng đoàn xe nó chạy ra mà lúc đó không biết sao tôi thấy nó đẹp quá tôi thấy nó qua qua mà tôi không biết vì sao đẹp lâu lắm rồi có thể cũng mười mấy năm xưa đó cái rồi thấy xe từng đoàn từng đoàn nó đi qua đi qua mình nhìn bởi vì lúc đó cái tâm mình nó ngưng nó chỉ ở trong chỗ đó thôi nó không có dao động nó không có lai động cho nên mình thấy sự vật nó nó đẹp lắm nó, nó kỳ nghĩa là cái tâm mình nó không sanh niệm nó không sanh phân tích nó không sanh phân biệt cho nên mình thấy như như thấy thì cái thấy mình cho nên mình mình nhìn mình mình cảm thấy sự vật nó cũng lạ kỳ lắm nó cũng cũng rất là kỳ diệu cho nên nó có những cái vẻ đẹp mà nó phát sanh mà mình không có biết được cho nên bây giờ thì mình mình khá hơn một chút thì mình mới biết tại sao mà mình thấy được cái vẻ vẻ đẹp vẻ đẹp của trời đất nghĩa là mọi vật đó Phật bảo đại vương âm thái biến quá giờ đổi không ngừng ngộ biết là phải diệt vậy trong lúc diệt đó ông có biết trong thân có cái gì không diệt chăng Vua Ba Tư Nạc bước chắp tay bạch Phật thật tôi không biết. Phật bảo nay tôi chỉ cho ông cái tính không sinh diệt. Đại vương, ông không mấy tuổi. Khi ông mấy tuổi, ông mới thấy nước sông Hàn. Đó là lúc bây giờ ông trai là ông nói là lúc mà ông 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 ba tuổi ông theo mẹ ông 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 đi theo nghĩa là để lễ cái thằng kỳ bà đó thì bây giờ ổng đã 60 tuổi rồi Nhưng mà ổng vẫn thấy cái chỗ đó, đó Đức Phật gạn hỏi như vậy đó Thì ổng trả lời như vậy để chi Để ổng ông, ông cần xác định cái thấy của ổng Ổng xác định cái thấy của ổng là nó như thật Còn cái sự vật ngoài nó thay đổi Nhưng mà ổng thay đổi Nhưng mà nếu ổng không thấy cái thấy ổng á Thì ổng sẽ khổ sở, ổng thương tiếc một là ông nói mình thấy như thế này mình thấy như thế kia còn hai là ông vì cái sự vô thường đó mà ông khổ não ông sanh ưu bi nghĩa là khổ hạnh này kia còn khi ông ở trong cái thấy tức là ông được cái cái định tĩnh ông được cái cái bất động tâm và cái đó ông không tu thiền tu định gì đó. ông cũng biết mà cái cái thấy này là cái mà nó hơn tất cả những thiền định không có thiền định gì bởi vì khi thấy cái thấy đó nó nó đâu có thêm nó đâu có bớt nó, nó đâu có cái 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 tính chất định hay là loạn gì đó cho nên nó là cái thật định đó. cho nên phía dưới này đọc qua cái 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 chỗ cái lời giảng nghĩa của bác sĩ trương đình thám ông nan và cả đại chúng nghe phật chỉ dạy về tính không lai động đều vui mừng phấn khởi và cầu phật chỉ dạy thêm về tâm tính chân thật đặc biệt nếu rõ cái gì là sinh diệt còn cái gì là không sinh diệt đó. chúng ta phải nhất định và hiểu rõ đầu tiên thì chúng ta hiểu hiểu biết đúng à người đã nói đúng ông phật nói đúng ông thầy ông nói đúng rồi sau đó chúng ta hiểu được rồi cái hiểu được rồi đồng thời chúng ta mới thấy rồi cái thấy lần lần chúng ta mới cái thấy trong cái thấy tự nhiên nó 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 thấy bằng cái sự phân biệt lặng lẽ thì cái biết nó xác định ngược lại tức là ở vào cái thấy thì cái thấy nó gần như không phân biệt không phân biệt nhưng mà tất cả mọi việc đều qua trước mắt nó nhưng mà nó không phân biệt cả thì tức là bây giờ cái cái tâm của nó định huệ đầy đủ và nó sáng suốt nó nó tự động vậy cho nên nó nó gọi là vô tu vô chứng vậy cả mà tự nhiên cái phật tánh của mình nó hiển lộ gọi là khai rồi nhập khai thị ngộ nhập đức phật khai ra để cho thấy à, thấy rồi rồi, 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 giác ngộ biết là đúng rồi mình mình là cái đó nó ngộ rồi nhập rồi vua ba tư mạc lúc đó đã 62 tuổi vì trước nghe ngoại đạo bảo rằng chết rồi thì mắc hẳn nên tâm vẫn hồ nghi và cầu Phật chỉ dạy cho rõ tâm tính không sinh không diệt. Phật nương nơi cái thân đã già yếu của vua Ba Tư Nạc mà hỏi để cho đại chúng xác biết xác thịt thay đổi từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ cho đến từng giây lát, từng sát na, không lúc nào ngừng vì xác thịt giờ đổi mãi mãi nên cuối cùng phải già phải chết nhưng trong thân thể đó vẫn có cái không già nên cũng không chết cái đó là tính thái đây là đây là cái lời giảng lại của bác sĩ lê đình thám nhưng mà chúng ta cũng đã hiểu rồi thành chỉ đọc cái này đọc lại cho nó, nó thuộc bài thôi chứ còn chúng ta cũng không cần giảng thêm nữa nên cũng không chết cái đó là tính thái phật nhận vua ba tư nạc tuy già nhưng con mắt của còn tỏ gọn hỏi cái thấy thấy nước sông hàng từ nhỏ đến lớn có thay đổi gì không để vua nhận rõ sự thật tính thấy không có thay đổi nên không sinh diệt cho nên gọi là bất sanh bất diệt lão cụ đàm đó. việc nhận rõ chính mình có tính không sinh diệt là một điều trọng yếu đối với người học đạo lúc nhỏ chúng ta nhắm mắt lại thấy tối đen đến khi lớn tuổi nhắm mắt lại chúng ta vẫn thấy tối đen như, như, như trước không hề sai khác cái thân thể đổi thay từng giây lát nhất định phải già chết còn cái tính thấy à, à, tối đen ấy trẻ cũng vậy già cũng vậy không hề thay đổi thì đã không già làm sao lại còn chết được người đời thường cho cái ý thức là tâm của mình ý thức hiểu biết suy nghĩ được nhiều việc thật nhưng nó giờ đổi mãi mãi không phải thường trụ chẳng những trong lúc chết thì nó mất hẳn mà cả trong lúc ngủ trong lúc bất tỉnh nhân sự nó cũng tạm thời gián đoạn ngoại đạo thường nhận cái ý thức đó là cái hồn đâu biết ngoài thân thể ra ý thức đó không còn nhân duyên mà phát phát khởi bởi vì nó sinh khởi là nhờ cái thân này cái thức nó mới sinh khởi cũng như là bây giờ cái cái con chip nó ở trong điện thoại đó mà khi cái điện thoại nó đập thấy được tự một mình nó trơ va nó đâu có, có 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 làm gì được đâu nếu chúng ta nương theo cái ý thức thay đổi sinh diệt mà tu hành thì cái quả chỉ có thể là sinh diệt mà thôi vì vậy người học đạo cần phải nương theo tính bất sinh diệt mà tu tập cho đến khi sống với tính bất sinh diệt ấy thì mới chứng được đạo quả thường trụ mà của chư Phật dạy đó. đó, chúng ta thấy không? Cái cái chỗ mà Đức Phật dạy là nó rất rõ ràng như thế đó. Ừ. Ở trong 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 cái tin nhắn đó nó có cái tin gì hỏi không? Anh có quên để hỏi về pháp môn Phật. À, ấy thì trả lời đi. Cái này là mình kết thúc mình Kết thúc được cái tính thấy rồi nghĩa là mai thì mình sẽ Có một cái sự đối diện khác nữa Hồi nãy thầy Thầy thấy ở trong mái thầy Nó cũng có nhiều tin nhắn lắm Mà có nhiều cái tin Mình có thể giải thích được Còn nhiều cái tin không giải thích được Người ta cũng hỏi nữa con cái ông đó ông ông, ông, ông à, hồi trước ông có ma ha? ông ma ông ngủ ma đè cái gì quá chừng cái này kia ông thấy mộng mị cái bữa đó không biết cái mà mày á ông, ông ông lấy cái tay ông vuốt rồi sao nó sanh ra lửa nó nói, nó tôi nó cái kỳ vậy ông nói thiệt vậy tôi biết không? ông, bữa nào ông xuống đem cái mày <laughs> tôi coi thấy con con ma ở trong không ông nói nhưng mà nhờ cái mày đó con đáp lên giờ không có ma nữa ma nó không không vô nữa mà ông nó ông vuốt về cái lửa nó chạy em ấy thì chuyện đó tôi nói cái này thì ngoài tôi ngoài tôi cũng không biết nữa nghe có nhiều khi tin nhắn rồi tới cười lắm nhiều tin nhiều trong đó có tin gì con đọc cái đó đi dạ con xin phép được đọc nam mô a di đà phật xin bị à cái này bỏ qua kính thưa thầy pháp danh con là tuệ pháp danh con là à, bạn này giấu tên con đang ở nước ngoài tuy xa lắm nhưng con vẫn nghe được rất nhiều bài pháp của thầy trước hết con nguyện đem tất cả công đức con có được từ muôn kiếp trước tới nay hồi hướng cho thầy cùng mọi người và các chúng sanh tại chùa thầy cư ngụ con có vài điều chưa hiểu rõ trong tâm con và con cảm thấy sự tu tập của con bị chừng lại một con theo pháp môn tịnh độ và niệm phật cũng đã được khoảng 9 năm tiếng niệm phật tự động phát ra liên tục và con nghe được cũng khoảng hơn 5 năm rồi. Lúc đầu thì con nghe tiếng niệm Phật rất thưa thớt, nhưng bây giờ thì con chỉ không nghe được tiếng niệm Phật khi con phải làm việc cần phải sử dụng trí óc nhiều hoặc khi ngủ. Con không biết được khi ngủ con có nghe được câu niệm Phật không, nhưng khi con thức dậy là không là con bắt đầu nghe tiếng niệm Phật. Lúc đầu khi con nghe các video trên YouTube của các thầy thuyết pháp tiếng niệm Phật bị lấn áp bởi lời pháp của các thầy. Lúc đó thì sự thật sự là khổ. Muốn nghe và hiểu toàn bộ lời pháp của các thầy thì quả thật là rất nan giải. Nhưng bây giờ thì khác rồi, con vẫn nghe tiếng niệm Phật đều đều và con vẫn nghe và hiểu được lời pháp của các thầy. Như vậy là con đã không niệm Phật, nhất tâm, phải không thầy? do niệm Phật tại nhà và bất cứ nơi đâu nên con không dùng pháp khí hầu hết con chỉ dùng ý để niệm và chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật con rất ít khi niệm Phật ra tiếng chỉ khi nào tâm con quá bất loạn hoặc khi tới chùa niệm Phật cùng đại chúng con có sai không hỏi con cũng ngồi theo kiểu tọa thiền để niệm Phật chỉ ngồi bán già ngồi kiết già đau chân quá chịu không nổi sáng và tối cũng có khi con bỏ cử tuy con ngồi kiểu thiền nhưng con chỉ niệm phật chứ không theo giỏi hơi thở thỉnh thoảng vọng tưởng nhảy vô kéo con theo nó mà con quên lắng nghe tiếng niệm phật tới chừng chợt nhận ra là vọng tưởng thì đã mất một khoảng thời gian lớn rồi có cách nào khắc phục hay giảm bớt không thầy dường như xảy ra mọi lần không ít thì nhiều có một vài lần khi con đang ngồi cái tọa đọc thiền. đọc lẽ câu đó đọc lẽ câu mà mà trước cái câu con dạ con cũng ngồi theo kiểu tọa thiền để niệm phật chỉ ngồi bán già ngồi kiết già đau chân quá chịu không nổi sáng và tối cũng có khi con bỏ cử, tuy con ngồi kiểu thiền nhưng con chỉ niệm phật chứ con không theo giỏi hơi thở thỉnh thoảng vọng tưởng nhảy vô kéo con theo nó mà con quên lắng nghe tiếng niệm phật tới chừng chợt nhận ra là vọng tưởng thì đã mất một khoảng thời gian lớn rồi có cách nào khắc phục hay giảm bớt không thầy dường như xảy ra mọi lần không ít thì nhiều à con xin tiếp tục hết luôn đơn giảng cho bạn một lần có một vài lần khi con đang ngồi tọa thiền niệm phật thì bỗng nhiên con không nghe tiếng niệm phật nữa tất cả đều vắng lặng trong một khoảng thời gian con không nhận biết là bao lâu dài hay ngắn sau đó thì có lúc con nghe lại tiếng niệm Phật hoặc con nghe tiếng động bên ngoài kéo con trở lại. Tại sao tiếng niệm Phật lại mất? Hỏi: Hai con cũng có nghe nhiều bài pháp của các thầy về thiền, con đã nguyện bản sanh cực lạc nên con sẽ không bỏ niệm Phật mà nhảy qua thiền, nhưng con không biết thiền có thể giúp con tiến nhanh hơn trên con đường tu tập không? Hỏi: Nếu có thì cách tu tập ra sao hỏi nếu không thì có phải tuyệt đối tuyệt đối tránh hay không cần tránh hỏi ba nếu thầy có những phương pháp hay hơn nữa kính mong thầy ban pháp thầy không cần phải trả lời riêng cho con nếu thầy thấy rằng câu trả lời có lợi ích cho đại chúng mong thầy ban cho một pháp để tất cả đại chúng đều có thể nghe chỉ mong rằng dạ bài hát rồi. đúng rồi. là có lợi ích cho đại chúng bài này có lợi ích cho đại chúng có nhiều khi lại lợi ích cho cả thầy nữa à, và cái cái điều mà của phật tử tu á thì nó chính xác nhưng mà mình sở dĩ mình không rành giáo lý mình không giỏi giáo lý cho nên nhiều khi mình không quyết định nổi bởi vì cái niệm phật đó nó gọi là nhất tâm bởi vì sao bởi vì nhất tâm, cái nghĩa nhất tâm tức là không loạn, người ta gọi là nhất tâm bất loạn. Mà bây giờ nó bất loạn bởi vì khi mình niệm Phật, tự nhiên mà nó nổi lên nó niệm. Tức là cái niệm của mình nó đã thâm nhập, nó nó trở thành một cái đồng vọng ngược lại. Tức là bất niệm tự niệm. Đó là một cái đó, trong ngay chỗ đó là là Phật tử đã được vãng sanh rồi. Trong kinh nói chắc chắn đã được vãng sanh rồi. Khi mà bất niệm tự niệm là đã được vãng sanh rồi còn huống chi là cái niệm á, mà khi mình chạm tới cái cái đậm á, thì nó là sanh ra cái niệm phật cái đó thầy cũng có đó rồi nhưng mà cái vấn đề mà cái pháp môn niệm phật á thì bởi vì nó là niệm phật là vô thượng thâm thâm vi diệu thiền đó là cái pháp thiền vô thượng mà không phải là thầy nói đâu mà đó là các vị tổ nói hay là hay là như là là đức văn thù Phô hiền cũng nói à bởi vì sao? Bởi vì tất cả uh, chúng sanh á, nếu niệm phật á, thì thành phật là bởi vì kêu bằng vô lượng chúng sanh mà bỏ cái pháp môn niệm phật thì không thể thành phật quả được mà mười phương chư Phật nếu bỏ pháp môn niệm phật thì không thể cứu hết chúng sanh được đó là cái nguyên lý đó hòa thượng thích trí định là có viết rõ những cái đoạn đó trong đường về cực lạc và có cái vị tổ từ ngài huệ viễn cho đến cụ ấn quang tổ thứ 14 của tịnh độ đi điều, điều cũng cũng dạy như vậy cho nên kêu bằng chú niệm phật như vậy là rất chính xác là rất tốt và hãy tin tưởng nếu người ta niệm chưa tới mức đó chỉ đồng vọng cái niệm phật lên thì nó cũng được vãng sanh bởi vì sao bởi vì ở trong không á trong một cái gì đó mà mình không có khích lệ không có khuyến khích không có gợi nhớ không gì mà tự nhiên nó niệm phật thì thì lúc là chết cũng vậy nó cũng có những khoảng trống đó thì tự nhiên cái niệm phật nó cũng sinh lên bởi vì cái gì nó có trong tâm mình nó sẽ trở đi trở lại và nó còn duyên cái hệ cái động thì nó duyên cái động còn cái cái không động nó duyên cái không động nhưng mà chú niệm phật đã ở trong động cũng niệm được mà trong không động nó cũng nhớ niệm được và đến nỗi mà nó niệm nữa nó trong khi nó niệm mà mình còn phân biệt mình còn nghe cái khóc không động hoặc là hoặc là nó động nhưng mà mình biết động mình biết không động mình không bị loạn tức là trong đó mình lấy cái tính bất loạn đó bởi vì cái nhất tâm là cái không loạn không loạn tức là trong đó cái tính vô niệm của nó nó đã hiện hữu tức là cái vô niệm thật sự là chúa của thiền là thầy của thiền là cái cái đạt cái, cái cái vị tối cao của thiền bởi vì thiền cuối cùng thì để để kiến tánh nhưng mà cái vô niệm đó thực sự đó là thực tánh của 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 tâm nó gọi là cái tâm bất sinh tức là tâm vô niệm đó. bởi vì nó nó không có sanh không có diệt gì cả cho nên nó trở thành nó lật ngược cái chỗ vô niệm nó trở thành tính thấy tính thấy nó nó mới thấy được tất cả cái sự vật niệm hay không niệm mà cái, cái thấy của nó khi mà chắc chắn lắm thì bây giờ chúng ta vừa niệm vừa nói nó cũng thành vô niệm bởi vì nó không loạn nó rất rõ ràng đó cho nên chú niệm Phật như vậy thì kể có thể là gọi là thành công. Tôi nói thẳng thành công cho nên cái bài này nó rất tốt. Chú cứ theo đó đi. Còn nếu mình muốn tăng thêm nữa thì ngoài thì mình quen thân. trong thì mình quen tâm. Mình cứ chỉ có một lượt trí thành mà mình niệm sâu vào tức là nó thành ra tâm muội Cái tâm muội niệm Phật này cái công đức nó rất lớn. Cho nên có lần Hòa Thượng Thiền Tâm ông cũng nói chuyện với tôi cũng vậy đó hồi đó cũng có nhiều vị niệm Phật họ cũng chia sẻ thì thì nó nó cũng cũng là nói cái cái chỗ bất loạn, bởi vì niệm Phật mình nói nhất tâm mà nếu mình còn loạn thì làm sao gọi là nhất tâm. Cho nên nó không loạn, không loạn thì mình mới phân biệt được, mình mới thấy rõ được. Mà mình còn biết mình niệm đó nó duyên cái gì hay không duyên cái gì. Nhưng mà mình còn còn cái tính chất không niệm mà tự nhiên mình không khởi thức niệm mà nó niệm tức là thật sự nó đã xuống tới tới tăng cùng rồi tới đáy rồi nó dội trở lại. nó, nó trồi trở lên như thế đó. đó cho nên cái này là 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 đúng rồi còn pháp môn niệm phật tức là thiền là thầy của thiền là bởi vì sao thiền tức là đối diện với một cái sự thật đối diện với cái 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 sự giác ngộ kiến tính đó. cho nên như Yusuki nói đó là niệm phật là thực sự để mà rõ ràng cái tánh giác để mình thấy cái, cái 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 thực tướng của cái bản lai, cái pháp thân. Nhưng mà mình lấy cái tiếng hạnh nguyện là là làm cái nguồn gốc cái con đường đi vào. Mình có đức tin, đức tin thì tức là nó định rồi. À, mà mình nguyện tức là mình có cái hướng chứ 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 không không có phải là uh, mình uh, quan tưởng khi loài khi khác Tức là nó có cái pháp thật sự trong cái nguyên lý của nó là nó đã giữ cái tâm ở ở một cái 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 nơi vững 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 chắc. À. Còn khi niệm Phật á, thì cái cái tướng âm thanh và và cái tướng của 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 Phật hiệu là hình dáng của A Di Đà. Mà A Di Đà thì A là không Di Đà là vô lượng ở trong tất cả các cái động thái, tất cả hình tướng nó đều là cái nguyên lý là Phật. À. Cho nên Phật không không phải là 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 cái tên mà cũng không phải là ông Phật mà nó là cái bản giác đó là bản giác cũng như là giống như người mà khi ngộ bắt đầu cái từ mê mà ngộ thì hiểu cái tánh biết này như kinh lăng nghiêm nói đó hiểu cái biết và thấy được cái thấy đó đó thì bây giờ trong niệm phật đó thì mình biết được cái biết thấy được cái thấy nhưng mà mình là không ra ngoài cái cái chủ đề a di đà thì do như vậy là mình sẽ sẽ không bị tuột không cho nên nó là một cái thiền ẩn tàng là một cái thiền rất là cao quý vì thế cho nên niệm phật tức là thiền có thể là giảng rộng rất là nhiều vị tổ cũng giảng như vậy đó bởi vì thiền đang nào đi nữa thì cũng có một chủ đề cũng có một cái đề mục là thiền này thiền kia thì cái đề mục này là niệm phật à, cho nên niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm thí niệm thiện trong lục niệm đó thì, thì tất cả niệm đã thanh tịnh thì cũng đều là thiền bởi vì thiền là có một cái chủ đề một cái, cái 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 tướng trạng để mà nhóm tâm nhưng mà cho khi đấy là tâm và tướng nó hợp nhau thì nó sẽ thành ra cái cái tính chất giác ngộ mà bây giờ ở trong đó thì, thì tịnh có thiền có thì thiền với tịnh nó là không trái nhau à, cho nên do như vậy là là đừng có nghĩ rằng mình niệm phật mà không thiền thiền không niệm phật thì thì nó đúng bởi vì thiền á khi nào mà nó trở thành bản giác giác ngộ thật sự thì nó gọi là Phật. Còn niệm Phật đó là tướng cũng Phật, tướng cũng là lấy a di đà, mà cái danh thì cũng lấy là nguyện a di đà và cái công dụng thì lấy cái hạnh a di đà. Mà a di đà Phật là kiểu bằng nó nó là cái 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 chỗ pháp thân của của nguyện lực của chữ Phật. Cho nên nó thành ra tất cả cảnh giới nghĩa là nước chim cây rừng suối chảy âu tắm ở cực lạc nó đều do cái nguyện lực của đức phật cũng như cái thần thông của của của, của đức phật mà phóng ra cho nên con có quán nói gì đó cái gì mà về 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 tính chất mà gì mà mà từ cái đỉnh đầu của đức phật ra đó mà vô đó kêu bằng gì à <laughs> đó thì hội tụ là cái đỉnh đức phật thăng ra để mà thiết thì mình từ cái cơ pháp mà thiết phật thiết đó mình nhóm lại thì nó hậu tụ lại cái đạo mình thì hậu tụ nó ra phân kỳ phân kỳ mình nhóm phân kỳ mình làm hậu tụ lại thì, thì cái như mặt trời là hậu tụ phân kỳ ở đó ánh sáng mình vô cái kiến lít thì nó là hậu tụ nó đốt lửa đây thì mình làm cái dụng nó là thể tướng dụng nó ba cái này đôi đi chung với nhau thì đúng về cái cao niệm phật hay là cái thằng chú thủ lăng nghiêm muốn vậy là từ trong cái, cảnh sáng cái quang minh của đức phật phóng ra cái âm thanh a di đà hay là tiếng a di đà là cái nguyện lực của của đức từ phụ a di đà và cảnh tây phương cực lạc tất cả đó nó đều ở trong cái đã thành tựu và mình niệm cái cái sự thành tựu đó bằng âm thanh thì cái âm thanh nó là tụ lại nó nó lại kêu bằng um, từ cái phân kỳ nó là hội tụ đó cái cho nên là một ừ. những lực của Đức Phật A Di Đà ở trong kinh uh, Điện Phật Ba La Mật đó, là tất cả chúng sanh niệm Phật đều được nhiếp trong hồ quan của Phật A Di Đà ừ. thì mình thấy là uh, cái hồ quan của Đức Phật cũng như là cái tia nó chiếu ra thì mình biết cái năm hoa Di Phật thì chính là là cái quá thân ở trong thân mình cái câu là nam mô a di đà phật đó là cái nguyện của đức phật phóng ra nhiếp chúng sanh niệm phật thì mình tương ưng cái câu nam mô a di đà phật thì cũng được là hai cái đường nó đã tiếp nối rồi cái thì phóng ra cái thì tiếp nhận thì chính cái thân của mình đây là nhân lượng mình niệm nam mô a di đà phật là mình nhiếp được cái quá thân của phật đó, phật a di đà thuộc là báu thân báu thân đó là cũng cũng có thể gọi là thánh lượng, thánh lượng và hiện lượng hợp nhất nó thành ra tỷ lượng trong cái sự nhất tâm của mình. Đó. Cho nên tất cả các pháp nó dù mình có giải nghĩa theo vật lý hay toán học gì nó cũng chính xác. Mà cái pháp tu ấy thì nó, nó 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 làm cho mình được trải nghiệm rõ ràng như vậy đó. Trước hết là mình thấy không còn loạn tâm nữa mà câu Phật A Di Đà nó vang rền ở trong nó thay vì tất cả những cái 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 cái, cái tâm niệm của mình nó tâm tối thì câu A Di Đà nó lại vang rền ở trong nó thay thế tất cả cái rung động cái rung động này là Chúa là cái nguyên âm của nó. nó nó nó, thay đổi nó diệt tất cả nghiệp và nó lại làm đối tượng để cho mình nhất tâm và chính nó là nhất tâm luôn thành do như thiền và tịnh nó trở thành hợp nhất. Vâng, cái này nha là ví dụ như một câu nam mô a di đà phật đó là mình tốt ý mình niệm mình tớt ý thì cái niệm cái câu nam mô a di đà phật nó vừa nguyện của đức phật nữa mà mình cũng thấy là nó có cái sự sinh diệt mà đây là do tốt ý chánh niệm còn cái vọng tưởng nó nó đưa đến á mình không mời mà nó đến thì cả cái trí mà mình thấy được cái cái niệm và cái uh, vọng thì cái trí đó thì mới chính là cái thật thiết gọi là chân tâm gọi là như như hay là cái gì đó nó cái tay nhiễm được à, thì cái chính mà cái thấy được cả của hai cái câu niệm phật và cái bẩm thì cái nó đó thì nhận cái đó còn cái câu niệm phật là nam mô a di Đà phật cũng là sinh là diệt cái bặm cái tưởng nó từ đâu nó đến đấy, nó cũng sinh cái diệt còn cái trí mà nó biết được cả hai đó nó vô tướng đó thì chính là nó nhận cái đó cho nên niệm phật luôn là niệm là nó trở về không cứ nam mô a di đà phật thì nó sinh rồi nó diệt trong tự sắc na của nó đó là niệm phật tâm muội của đức quan thế âm dạ trong niệm phật ba mật đó. thì cứ niệm hoài đi rồi nghe quay luôn cả câu niệm phật mà cũng quay luôn hết cả cái thân niệm tâm niệm mà gọi là năng sở đều quay thì lòng nó dẫn được bồ ở trong cái mà biên giấc, gọi là biên giấc tánh mà duy thức gọi là duy thức tánh đó rồi còn nói về ba tánh là đại viên cảnh tánh đại đại viên trí đó, đại viên cảnh trí đó. là biến chế sở chất y tha và viên thành thật đó. đó là đức con âm dạy niệm phật ba la mật là đưa kinh viên giác ra chứng minh rồi đưa di thức tánh ra chứng minh rồi đưa về lăng dạ chứng minh là câu niệm phật nó đưa vào trong cái tụ chung còn ví dụ như con niệm phật mình có ý là mình chứng minh là nó, nó có sanh có diệt thế mà có sanh có diệt là không đúng mà đó là cái phương tiện và nguyện lực của đức phật mình nhét vô mình để đi vô trong đỉnh luôn nhưng mà trong đức tin đó, trong kinh báo tích nó là đời mặt pháp đó, ức ức người ức ức người tu khó có một người giải thoát chỉ nương nơi pháp môn niệm phật mà thoát khỏi luân hồi đó, đó là cái 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 sự quyết định chứ không phải chuyện dễ bởi vì sao bởi vì chúng ta tu tu thiền đi chỉ trừ có mà kiến tánh thì cái chuyện đó nó là thật nhưng mà hỏi thứ bây giờ mấy người mà trong thiền định kiến tánh bởi vì ít nhất thường thiền này thì người ta phải làm định tâm mà muốn định tâm thật sự thì nó phải vào được những cái định sơ nhị tâm tứ ít nhất thì nó phải vào sơ thiền hay nhị tâm tứ thiền đó, đó. mà yeah. nghe thiền đó thì nó rất đó, ví dụ như bây giờ niệm Phật Di Đà là đã có cái nguyện lực đó rồi cho nên mình đi cái công thức là tính hạnh nguyện mình đi vào cái trung tâm của Đức Phật Di Đà là nó phù hợp còn nếu như các vị người tu thiền á dù có cái đắc gọi là tốt mộng thông á là tốt mộng minh á coi như là biết được không Với là một kiếp hơi kiếp mà biết cả đâu. cái cái mà nhiều đào nhiều kiếp thì quá khứ đó nhưng mà vẫn còn bị ở trong cái vẫn là thường kiến thường kiến luận đó. Đó, cái đó chuyên trong, trong, trong bộ kinh á, mỗi người thì dẫn cái chỗ đó để cho người ta thấy được cái thiền nó như thế nào và nó sẽ có cái sự không, không học kinh không ai biết cái chỗ đó tại vì thật sự là họ thấy không phải là một kiếp trăm kiếp kiếp là cái tiểu đó cái nhỏ đó mà đây là nói về cái cả kiếp đại á nhưng mà vẫn bị cái thường kiến bởi là... vì sao bởi vì ví dụ bây giờ sơ thiền là niệm trú rồi cái 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 niệm nó dừng hết rồi mà nhị trú chứ chưa phải vô nhị thiền thì tức trú tức là thở dừng rồi tam thiền thì mạch trú nghĩa là tất cả kinh lạc trong người mình nó 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 dừng hết rồi à, nhưng mà phải qua tứ thiền thì nó mới thật sự là định gọi là nhập bồ đại định đó, đó. À, thì ở trong đó cái định này là không phải là cái định bình thường nhưng mà cái định đã 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 đáp thiền rồi nhưng mà thật sự á người ta còn phải qua bốn cái thiền không nghĩa là không xứ thiên thức xứ thiên vô sử phi tưởng thì nhưng mà trong cái phi phi tưởng đó nó vẫn 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 còn cái cái thức vì thế cho nên nó gọi là trong tam giới thôi chứ nó chưa vượt khỏi tam giới đó. cho nên thấy như đức thế tôn đã tu hết cái đó rồi đã tu đạt chứng phi phi tưởng nghĩa là có thể nếu ngài muốn thì sống tám dặn bốn ngàn kiếp trong lúc đó nghe hiện cái thần thông gì là không được nó vượt hơn trời người hết rồi nhưng mà thật sự là ngài thấy nó chưa chưa phải chưa phải là phật tánh chưa phải phật cho nên ngài mới bỏ hết tắm rửa sạch sẽ rồi mới ngồi dưới gốc cây tắt Bắc la đó mà, mà 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 thiền nói thiền chứ thật sự lúc đó đức ngồi cái thiền của đức, cuối cùng trong mấy chục ngày của của đức phật đó không ai biết cái cả bởi vì sao bởi vì ngài đâu có ở trong tâm rồi ở ngoài thân nhưng mà khi đối diện với sâu mai mọc lên thì ngài tự nhiên quốc nhiên đại ngộ đó, trong 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 lịch sử nói như vậy thì biết thế tôn cái cái chỗ đó là cái chỗ thoát ra hết tất cả rồi đó, vì thế cho nên nó kể cả tất cả định và cái huệ tương đối của các cõi thiền cho nên đức phật nói trong trong kinh với các vị tổ nó là niệm phật là vô thượng vô thượng tức là không trên vô thượng thẩm thâm sâu xa vi diệu thiền mà tất cả đời mà pháp ứng người tu khó có một người giải thoát chỉ nương nơi pháp môn niệm phật mà thoát khỏi luân hồi đó cho nên tất cả kinh đại thừa đều nói như vậy ít nhất là tôi coi theo trong trong cái cuộc sống thì tôi cũng đối diện và tôi cũng có đụng tay đụng chân với 10 vị hòa thượng ít nhất vậy từ thầy tôi rồi thượng thủ đức đại thượng thủ tân già toàn quốc là hòa thượng khánh anh ở chùa phước hậu đó thì hòa thượng là lúc nào cũng cầm sư chuỗi lóc cốc lóc cốc là niệm phật rồi hòa thượng thầy của hòa thượng minh châu viện trưởng quá đạo đó ngã sẽ lại ngài cũng cũng niệm phật đó. rồi tôi còn gặp vô số như hòa thượng trí thủ hòa thượng thiện hoa hòa thượng thiện hòa nghĩa là những hòa thượng lớn không à rồi hòa thượng thiền tâm rồi nhiều nghĩa là có thể nó có mấy chục vị hòa thượng tiền tổ vậy tôi thấy thật sự họ không, không thể làm được mà thực sự người ta đâu phải người ta không không có cái sự quyết cái định trong pháp tu đâu cho nên do như vậy chúng ta trong cái đời bây giờ là đời loạn chúng ta tuy nói nhiều nhưng mà thực sự cái cái nội hàm nó chưa có đủ vì thế cho nên mà bây giờ chết ngã thì chết bất tử rồi không biết nó đi về đâu cho nên do như vậy hãy quyết định pháp môn mà trong 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 thiền thật thực sự rồi khó có cái nguyện lực a di đà nó, nó có nhưng mà nó có ở một cái chuyện cái khía cạnh khác còn ở trong niệm niệm phật ấy, thì lại nó là có thiền đó cho nên trong niệm phật là nó là có thiền bởi vì cái thiền nó có trong niệm phật nhưng mà nhưng mà thiền không có niệm phật nhưng mà trong niệm phật là có thiền cho nên niệm phật tức là gồm cả tu thiền tu mặt nó đầy đủ hết cả đó đó là cái, cái ý thức mà 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 tôi trình bày như vậy đó để cũng cảm ơn cảm ơn bạn mà đã đã đưa ra cái cái trải nghiệm trong cái pháp tu niệm phật này tôi mong rằng chú cũng có thể còn tiến hóa hơn nữa cố gắng ngoài quên thân trong quên tâm và nhất tâm mà niệm nó sẽ trở thành tâm muội có thể là mình nghiên cứu mình coi thêm cái cái chương mà niệm phật tâm muội đó nhưng mà bây giờ mình cứ niệm Phật về tự nhiên thành ta muội thôi ha. Còn ừ. mà và tỉnh trí tỉnh ấy đó, nó gọn như con. Nam Mô A Di Đà. Nam Mô A Di ừ. Đà không gấp cũng không quẩn, tâm tiếng, tín thiền thường niệm cho rành rõ. Nhất tâm là định học, Nhận rõ tiếng là huệ học. Giới thể đồng thời đủ, nó giới định huệ đầy đủ nữa Nhất tâm thực hiện thiền. À, niệm lực được tương tục đúng, đúng. nghĩa trách kỳ danh nhất tâm phật thiện tiền tâm mũi sự thành tựu đương niệm tức vô niệm cái câu đó là quan trọng niệm tánh vốn tự không tâm làm phật là phật chứng lý pháp thân hiện bấy nhiêu là nó quá trọng à, đó. đó là vừa niệm phật mà niệm liên tục á kỳ danh liên tục á là uh, Nhà, niệm lực được tương tục đúng nghĩa chất kỳ danh nhất tâm Phật hiện tiền tâm mụ sự thành tựu đó là tâm mụ sự ừ. Ừ. còn nhận cái chỗ mà đương niệm tức vô niệm là mình nhận đó câu Nam mô A Di Đà Phật nhưng mà thấy cái mà không niệm á cái không nó là từ là nền tảng để phát sinh ra cái câu Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật nó sinh rồi nó diệt lại từ ở trong cái nền tảng của không đó là nam mô a di đà phật là đương niệm đương niệm với câu nam mô a di đà phật nhưng mà thấy cái vô niệm cái vô niệm là chân không là từ cái nền tảng mà phát sinh ra câu nam mô a di đà phật rồi nam mô a di đà phật nó cũng diệt lại từ cái trong cái chỗ chân không đó thì nó đó là nó đương niệm tức vô niệm cái câu đó là quan trọng đương niệm tức vô niệm niệm tánh vốn tự không đó. cái niệm này nam mô a di đà phật cái tánh nó là không rồi mình khởi lên mình tất ý nam mô a di đà phật đó thì cái tánh nó đã tự không rồi nó không có nó phải nhận ở chỗ đó nam mô a di đà phật đó là đương niệm tức vô niệm niệm tánh bốn tự không tâm làm phật là phật chứng lý pháp thân hiện đây là chứng lý pháp thân còn ở nãy là niệm lực được tương tục thì đúng nghĩa chất trì danh đó. nhất tâm phật hiện tiền tâm mũi sự thành tựu tâm mũi có nghĩa là định đó, để cho anh rõ cái chỗ mà anh kêu là tôi thiền với tôi tận tôi thiền đó thì cái trong một câu anh di đà đó là về thiền mà thiền về chứng lý tâm bụi và chứng sự tâm bụi đó là hãy nhất tâm mà tin tưởng câu đó là tu lo à, vậy, vậy, vậy. thầy thường nói đó. thầy nói thầy nói nhưng mà sao là không thấy mình nói hồi trước thì nói là mình thấy mình nói tức là nó còn có dư vang ra lại mình cảm thấy mình nói bây giờ nói rồi cái đôi mắt không biết mình nói gì nữa mà cũng không có nhớ nữa thì vậy vậy nói đây là cái thô cái tướng thô còn cái niệm phật là nó còn tinh tế trong đó mình còn phải 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 gìn tâm giữ tâm phải định tâm thêm nữa thì cho nên niệm phật nam mô di đà thì thì đâu có thấy gì nhưng mà một tiếng ai di đà kế tiếp nó nổi lên rồi nó nổi lên nó nổi lên nhưng mà cái thấy của mình thì mình thấy rõ ràng rồi bây giờ chẳng những mình thấy ai di đà mình còn thấy cái thấy nữa cho nên do như vậy cái tính chất như mới nói chuyện này lăng nghiêm này được chứ không thôi thì nếu mình không có vậy mình nói nó mơ hồ làm sao mình rõ ràng được? Thôi à. 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 à, được rồi thì à. À. Mà mấy mấy vị này cũng thiệt là cũng tội xa hơn mấy chú à mấy chú ở đâu? thành phố. Hả? thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, thành phố thì nó bằng nửa thôi, ở dưới kia với đồng tháp lần mà đi đâu rồi sáng, hồi trưa gì đi, hồi chiều thì kêu tới đâu đó tới, à, 3 giờ là tới trung lương. À, giờ... lương gì đó rồi bây giờ, bây giờ thì... Nhà... cho nên tôi nghĩ mấy vị đó cũng lớn tuổi rồi này kia gì đó mà đi đi này kia đi xe đi xe máy cũng như bữa trước có thằng mà nó đi từ đất lắk xuống đi 12 tiếng ngồi gì. <laughs> tới đây luôn, đi một hơi luôn. Ừ, À. À. bây giờ thì đón được rồi về tối ừ. biểu nó đi tới đi tới chắc 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 chưa tới nhưng mà đi để nó gọi nó. Hồi nãy ông nói ông nói gần tới nhưng mà thật sự chắc cũng còn xa hồi ừ. hồi sớm mấy chú cởi xe lên hả cưỡi xe lên rồi à giỏi nó cũng có kỷ niệm chút cái đường núi này không phải dễ đâu ờ, đi tại tháng mưa tháng nắng nó bụi đã. đi như vậy là dữ lắm á à. chứ còn Để cái đường núi này đâu. đường núi này mà xe ôm nó đi còn sợ nó vô đi không nổi nó lên lên cái dốc chút xíu ở dưới rồi nó đi còn không được rồi à, thôi mấy chú về ngủ hả mà nhớ nhớ niệm phật <laughs> nằm mình yên lặng mình nghe cái âm thanh niệm phật đó hả à. Rồi,